Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Kon Tum nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng điều trị các bệnh về mắt, qua đó ứng dụng các kỹ thuật mới mang lại ánh sáng cho người bệnh. Anh Trần Đại Nghĩa ở thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, giờ đây luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy ánh sáng bình thường. Anh bị đục thủy tinh thể và xác định là một ca bệnh khó vì có tiền sử bệnh tim mạch, sử dụng thuốc chống đông máu trong thời gian dài nên rất nguy hiểm trong phẫu thuật. Anh từng nghĩ phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị, nhưng may mắn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã giúp anh phẫu thuật mắt thành công. Là tôi mắc ngờ là xuống tâm khám, ai ngờ là gặp bác sĩ Quốc mổ mắt cho tôi được ngày hôm nay. Bác sĩ Quốc khám 2-3 lần, ngày đó bác sĩ Quốc kêu thôi nhập viện, ngày đó mổ luôn. Bác sĩ Quốc kêu ngày đó mổ xong, bác sĩ Quốc tới hỏi thăm là mắt thụ nhất cái đau gì không? Không, vẫn tốt bình thường, mổ sáng rõ. Cũng giống anh Trần Đại Nghĩa, bà Cao Thị Hiên ở xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum là trường hợp bị đục thủy tinh thể phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Đó là đi khám là nó mù quá rồi, đi vô Sài Gòn khám, người ta kêu mổ không được. Rồi xong cái đi xuống Gia Lai khám cũng là mổ không được. Tôi đi ra Huế tôi khám là mà mổ cũng không được. Rồi tôi chịu là coi như là 3 năm nay là không mổ được. Nay tôi lên Kon Tum tôi khám, bác sĩ có là mổ được. Tôi hỏi giờ bác sĩ có bảo đảm mổ được không? Không được, được. Mổ là được sáng liền. Bây giờ sáng tôi mừng lắm. Hiện nay, nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về phòng chống các bệnh về mắt đã nâng lên. Số bệnh nhân chủ động tìm đến các dịch vụ khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng. Năm 2021, tổng số lượt người khám tại khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trên 8.000 lượt người. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, có khoảng trên 6.760 lượt người đến khám. Trong đó, chủ yếu là các trường hợp bị viêm giác mạc, đục thủy tinh thể, khô mắt, mộng thịt. Tại đây, người dân được các bác sĩ thăm khám nhiệt tình và hướng dẫn sử dụng bảo hiểm y tế và các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí. Thường ở một ngày bệnh nhân khám đây khoảng cỡ trung bình là 50 bệnh đi. Thì bình thường thì số lượng bệnh nhân khám thì tập trung vào số độ tuổi như là những trẻ đi học, thường là tiểu học, tại vì độ tuổi đó thường cha mẹ không có để ý xem TV nhiều thì thường là tật khúc xạ rơi vào số độ tuổi đó. Còn chủ yếu là một nửa đó là thường vơi ra người già, là về các bệnh như là đục thủy tinh thể, mờ, khi mà người mờ người ta mới đi khám. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh về mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum không ngừng nâng cao trình độ, khả năng ứng dụng kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt, mời các bác sĩ có chuyên môn sâu về công tác. Ngoài ra, bệnh viện còn từng bước trang bị nhiều thiết bị nhãn khoa hiện đại để triển khai điều trị các bệnh về mắt phức tạp, trong đó có kỹ thuật phaco. Đây là một trong những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống mù lòa của tỉnh. Nhờ vậy, bệnh nhân đến khám điều trị và phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum luôn hài lòng và yên tâm. Nhưng mà 2 năm gần đây thì bệnh viện đã triển khai được cái mổ đục thủy tinh thể theo phương pháp phaco, thì bệnh nhân rất hài lòng và hàng năm, hàng tháng gần đây họ đến mổ tỷ lệ rất là cao. Mà đặc biệt đã mổ, bệnh viện Kon Tum đã sắp tới là triển khai mổ cái không phải cái phaco thông thường mà để giải quyết cái sự mù lòa cho bệnh nhân thôi, nhưng mà đã mổ được cái phaco gọi là phaco khúc xạ thì giúp cho bệnh nhân họ sẽ nhìn gần và nhìn xa. Thì nó tốt hơn. Việc nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt của ngành y tế tỉnh Kon Tum, cụ thể tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã giúp người dân bị bệnh về mắt có thể hưởng dịch vụ kỹ thuật cao, cải thiện thị lực tốt ngay tại tỉnh mà không phải lên tuyến trên, giảm bớt chi phí và thời gian đi lại. Thưa quý vị và các bạn, mắt là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể con người. Các bệnh về mắt nếu không phát hiện sớm và điều trị sẽ để lại biến chứng suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa. Do vậy, ngoài công tác khám điều trị thì việc phòng chống các bệnh về mắt trong cộng đồng rất quan trọng để tăng cường cơ hội tiếp cận của người dân với dịch vụ dự phòng, loại trừ các nguyên nhân
thường gây mù lòa, góp phần giảm áp lực cho ngành y tế. Để tìm hiểu rõ hơn về tình hình triển khai công tác này trên địa bàn tỉnh, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Kon Tum đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi cùng phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Kon Tum ạ. Thưa ông, xin ông cho biết đặc điểm của đối tượng bệnh nhân mắc bệnh về mắt khi mà khám và chữa bệnh tại các cái cơ sở y tế trên địa bàn. Nhân mắc các ca bệnh về mắt trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều loại, như là do bị đục thủy tinh thể hoặc là do bị glaucom hoặc các biến chứng của các bệnh như là bệnh tiểu đường cũng như là bệnh tật khúc xạ vân vân. Thì tuy nhiên trong đó thì cái bệnh đục thủy tinh thể ở người cao tuổi cũng như là bệnh tật khúc xạ ở trẻ em chiếm tỷ lệ rất cao. Và đây là những cái bệnh có thể can thiệp được, nên là những năm qua đơn vị chúng tôi luôn quan tâm để tham mưu cho ngành y tế tỉnh và triển khai các hoạt động can thiệp đáp ứng kịp thời nhằm giảm tỷ lệ người dân mắc bệnh này. Đồng thời chúng tôi phối hợp với các bệnh viện tuyến trên để giúp đỡ các bệnh nhân được mổ cũng như điều trị kịp thời. Xin ông cho biết kết quả triển khai công tác phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt 9 tháng đầu năm 2022 ạ. Trong 9 tháng đầu năm 2022 thì đơn vị chúng tôi đã tổ chức được 9 lớp tập huấn về chăm sóc mắt ban đầu. Đã cụ thể là đã đào tạo được 201 học viên là những cán bộ y tế từ tuyến huyện cũng như tuyến xã. Mà những cái bộ này thì được giao nhiệm vụ là phụ trách chương trình về chăm sóc sức khỏe về mắt tại cộng đồng, đạt được 100% kế hoạch. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị và nhằm giúp cho cái đội ngũ cán bộ y tế này là cập nhật kịp thời những cái kiến thức cơ bản cũng như phương pháp mới để thực hiện tốt hơn cái trong cái nhiệm vụ từ việc tuyên truyền, vận động, khám sàng lọc bệnh thủy tinh thể và điều trị các bệnh thông thường về mắt ngay tại tuyến cơ sở. Ngoài ra thì chúng tôi phối hợp với các cơ quan đơn vị ở tuyến y tế cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân biết các yếu tố nguy cơ cũng như các dấu hiệu của bệnh để người dân chủ động từ phòng tránh cũng như là trong khi điều trị chăm sóc để đảm bảo kịp thời tránh được cái hậu quả dẫn tới cái tình trạng bệnh diễn biến nặng và dẫn đến mù lòa. Thưa ông, là để hưởng ứng ngày thị giác thế giới năm 2022 thì đơn vị đã có cái kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng như thế nào? Cụ thể trong năm 2022 á thì để hưởng ứng ngày thị giác thế giới, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và đặc thù nhất là việc treo băng rôn ở những nơi đông người, vân vân. Và đó để nhằm nâng cao cũng như là cái nhận thức của người dân về cái tầm quan trọng trong công tác chăm sóc mắt. Chúng tôi cũng tổ chức buổi khám phát thuốc về mắt cho hơn 600 lượt người tại hai xã Giờ Cơi cũng như là xã Sa Nhơn của huyện Sa Thầy. Đồng thời, sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với một số đơn vị y tế cơ sở nữa để tổ chức các đợt khám sàng lọc tại các cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc các bệnh liên quan đến mắt như là đục thủy tinh thể. Thưa ông, là để công tác phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt đạt hiệu quả trong thời gian tới, vậy thì đơn vị sẽ tham mưu và triển khai những nội dung trọng tâm nào ạ? Để công tác phòng chống bệnh mù lòa và chăm sóc mắt tại cộng đồng được đạt hiệu quả cao cũng như bền vững thì trong thời gian tới, ngoài việc triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân, đơn vị chúng tôi tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến để các y tế cơ sở cập nhật kịp thời
kiến thức cơ bản. Từ đó thì triển khai tốt cái việc khám sàng lọc tại cộng đồng, vân vân. Và đơn vị cũng sẽ tiếp tục liên hệ với các bệnh viện mắt tuyến cao nhất, cụ thể là bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ cho ngành y tế tỉnh tổ chức các đợt mục mổ đục thủy tinh thể cho người dân trên địa bàn như những năm qua chúng tôi đã triển khai thực hiện. Vâng, xin cảm ơn ông ạ.